và chúng ta cùng nhóm này thành một trái tim yêu thương dành tặng cho em. Kính thưa quý vị và các bạn, mới 5 tháng tuổi, nhưng cháu Lê Khánh Tuyết ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh thông liên thất. Nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố của bé Tuyết lại bị khuyết tật. Trái tim của Tuyết dường như đang đếm ngược từng ngày để chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng với nhóm phóng viên của chuyên mục Trái tim cho em tới thăm gia cảnh của gia đình cháu Tuyết để cảm nhận được nỗi đau mà hàng ngày cháu Tuyết đang phải chịu đựng. Cũng như bao bậc sinh thành khác, người cha này vô cùng đau đớn khi đứa con vừa mới sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhìn đứa con bé bỏng luôn tím tái, từng ngày phải vật lộn với những cơn đau mà người cha khuyết tật không biết làm cách nào để chạy chữa cho con. Hạnh phúc những tưởng đã mỉm cười với vợ chồng anh Thành khi đón đứa con gái đầu lòng đáng yêu này. Vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, anh lại biết tin con gái mình bị bệnh tim bẩm sinh thông liên thất. Nỗi đau như không nói được thành lời. Thưa quý vị và các bạn, đã chứng kiến nhiều em nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh, cũng như là chứng kiến nhiều hoàn cảnh gia đình khó khăn khác. Thế nhưng mà khi mà nhìn bé Tuyết bé xíu mới 5 tháng tuổi thế này thôi đã mắc căn bệnh hiểm nghèo này thì thực sự là tôi vẫn rất khó cầm lòng. Hơn nữa là hoàn cảnh gia đình bé cũng rất khó khăn. Số tiền 20 triệu để phẫu thuật tim cho con là một số tiền mơ ước đối với cả bố mẹ bé Tuyết. Từ khi sinh ra, biết con bị mắc bệnh tim bẩm sinh, hai vợ chồng anh chị bao đêm khóc thầm. Thương con, trách phận nghèo, hai vợ chồng cứ lầm lũi từng ngày trong tuyệt vọng. Cả nhà năm miệng ăn, trông vào một xào ruộng, ăn còn chẳng đủ, giờ con lại bị bệnh nặng, cả gia đình lâm vào bế tắc. Khi mà biết được cháu mà phải phẫu thuật mà để như thế thì cháu nó mới khỏe mạnh được như mọi người trẻ bình thường ấy, thì thực sự là tôi rất là buồn. Anh Thành và chị Huyền là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, anh Thành thì tật nguyền, còn có cháu thì bị tim bẩm sinh. Hàng năm xã Khải Xuân thì cũng có những cuộc thăm hỏi, động viên chia sẻ với các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên các gia đình vượt qua những khó khăn đó. Chồng bị khuyết tật, con bệnh nặng, bố mẹ chồng tuổi cao sức yếu, luôn phải chăm sóc. Chăm dâu đổ đầu tằm, mọi việc trong nhà, một tay chị Huyền gồng gánh hết. Người vợ mới 21 tuổi trở thành trụ cột trong gia đình. Nghề nghiệp không có, ruộng ít, lại thường xuyên mất mùa. Hai vợ chồng chỉ biết nương tựa vào sự giúp đỡ của chính quyền, bà con lối xóm. Tôi là hàng xóm của vợ chồng cháu Thành Huyền. Gần đây thấy vợ chồng nó cũng rất khổ. Chồng thì khuyết tật chân tay, thế con thì bây giờ dính bệnh hiểm nghèo đấy. Hoàn cảnh nó quá khổ rồi. Thế mà bây giờ đấy, năm nay ruộng thì mất mùa này. Thì cũng ở bên cạnh hàng xóm chỉ biết đến động viên cháu thôi, chả biết làm nào được cả. Với suy nghĩ vất vả, khổ thế nào chị Huyền cũng chịu được. Tất cả vất vả, mệt mỏi sẽ tan biến hết khi được nhìn thấy nụ cười của con. Chị mong sao luôn nhìn thấy nụ cười này mãi. Thưa quý vị và các bạn, chứng kiến niềm hạnh phúc vô bờ của anh Thành chị Huyền khi bế đứa con nhỏ đầu lòng trên tay. Nhưng rồi lại phải chứng kiến nỗi đau của anh chị khi biết tin con mình bị bệnh tim bẩm sinh. Tôi mới cảm nhận được hết sự xót xa của các bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng xót xa hơn cả lại là phải chứng kiến sự bất lực của anh chị khi biết tin con mình bị bệnh mà không có cách nào, không có khả năng để chữa trị. Rất mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ cùng chung tay giúp đỡ sẻ chia với gia đình anh Thành chị Huyền để giúp cháu Tuyết có một trái tim khỏe mạnh hơn. Thưa quý vị, dù đã 5 tháng tuổi nhưng cháu Lê Khánh Tuyết chỉ nhỏ bé như đứa trẻ mới 2-3 tháng tuổi mà thôi. Trái tim ấy vẫn đang chờ được phá lại để có thể mạnh khỏe như bao trẻ em khác. Rất mong gánh nặng của gia đình anh Thành và chị Huyền sẽ được xã hội sẻ chia và trái tim của cháu Tuyết sẽ nhanh chóng được hàn gắn lại.
mọi đóng góp và giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin hãy gửi về cho chuyên mục Trái tim cho em, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.